Chào mừng bạn quay trở lại với một video hướng dẫn khác về Google AdMob. Hôm nay chúng tôi sẽ thảo luận về tầm quan trọng của Analytics trong chiến lược kiếm tiền của bạn. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu một số khái niệm cơ bản về Analytics trong AdMob, nêu bật tầm quan trọng của dữ liệu và giới thiệu cho bạn biết một công cụ có thể giúp bạn điều chỉnh chiến lược kiếm tiền từ ứng dụng dựa trên dữ liệu. Dưới đây là thông tin tổng quan về nội dung của video này. Analytics là gì? Và tại sao Analytics lại quan trọng trong hành trình kiếm tiền thông qua AdMob? Một số khái niệm cơ bản về Firebase, giới thiệu về Google Analytics và cách bạn có thể tận dụng tối đa Google Analytics cho ứng dụng của mình. Cách liên kết AdMob với Firebase để hiểu rõ nhất về cách bạn có thể tận dụng công cụ phân tích của AdMob để phát triển hoạt động kinh doanh ứng dụng. Trước tiên hãy tìm hiểu một số khái niệm cơ bản về Analytics. Công cụ phân tích ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết về cách người dùng tương tác với ứng dụng của bạn. Thông tin đó có thể giúp bạn có thêm thông tin nhằm điều chỉnh chiến lược kiếm tiền của mình. Hai loại dữ liệu quan trọng nhất trong công cụ phân tích ứng dụng là dữ liệu về hiệu quả hoạt động của ứng dụng và dữ liệu kiếm tiền. Thông thường, dữ liệu về hiệu quả hoạt động của ứng dụng bao gồm thời gian người dùng sử dụng ứng dụng, tần suất người dùng sử dụng ứng dụng và nhiều dữ liệu khác. Còn dữ liệu kiếm tiền thường bao gồm số lượng người dùng đã chi tiêu trong ứng dụng, số lượng quảng cáo mà người dùng đã nhìn thấy mỗi ngày, tỷ lệ phần trăm người dùng đã xem qua quảng cáo trong ứng dụng, và nhiều dữ liệu khác. Vậy làm cách nào để xem được những dữ liệu này? Thông qua AdMob, bạn có thể liên kết ứng dụng của mình với Google Analytics cho Firebase để sử dụng công cụ phân tích miễn phí và không giới hạn. Trước khi tìm hiểu sâu hơn về cách hoạt động của Firebase, trước tiên hãy tìm hiểu thêm một chút về Firebase. Firebase là nền tảng trên thiết bị di động của Google, giúp bạn phát triển nhanh các ứng dụng chất lượng cao cũng như phát triển doanh nghiệp của mình. Nền tảng này cung cấp nhiều công cụ, bao gồm cả Google Analytics cho Firebase, công cụ phân tích ứng dụng miễn phí và không giới hạn. Khi bạn liên kết các ứng dụng AdMob của mình với Firebase, Google Analytics và AdMob có thể chia sẻ dữ liệu để cải thiện khả năng kiếm tiền từ ứng dụng và mức độ tương tác của người dùng, đồng thời cung cấp các tính năng báo cáo nâng cao nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách hoạt động của Google Analytics, vui lòng nhấp vào các đường liên kết trong phần mô tả bên dưới video để tham khảo tài liệu về Firebase và xem các video giới thiệu về Analytics. Bây giờ hãy xem cách liên kết ứng dụng AdMob với Firebase. Trước tiên, hãy đảm bảo bạn đã bật tính năng chỉ số người dùng khi thiết lập tài khoản AdMob của mình. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn chi tiết về cách thực hiện trong phần mô tả bên dưới. Sau khi bạn đã bật tính năng chỉ số người dùng, Hãy đảm bảo bạn cũng đáp ứng các yêu cầu sau đây. Trước tiên, đối với Google AdMob và Firebase Analytics, hãy đảm bảo bạn đang sử dụng phiên bản 11.0.0 của Android. Đối với iOS, bạn nên sử dụng phiên bản 7.2.0 trở lên cho AdMob và phiên bản 4.0.0 trở lên cho Firebase Analytics. Tiếp theo, trong Google Analytics, bạn phải có vai trò chỉnh sửa hoặc vai trò quản lý người dùng đối với thuộc tính được liên kết với dự án Firebase. Cuối cùng trong Firebase bạn phải có quyền Firebase.link.create Chúng tôi sẽ nói rõ hơn về quyền này trong các bước ở bên dưới Ngoài ra, xin lưu ý rằng nếu tài khoản AdMob của bạn có nhiều người dùng thì bạn phải là người dùng đã tạo mối liên kết đầu tiên với Firebase và đã chấp nhận điều khoản dịch vụ của Firebase Người dùng đã tạo mối liên kết đầu tiên với Firebase là người dùng duy nhất có thể tạo các mối liên kết mới giữa ứng dụng AdMob và Firebase. Sau khi thực hiện xong tất cả các bước ở trên, bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn trong hai màn hình tiếp theo để liên kết tài khoản AdMob của mình với Firebase. Bước 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn rồi nhấp vào ứng dụng trong thanh bên. Bước 2. Chọn một ứng dụng cần liên kết. Bạn có thể chọn tên ứng dụng mà bạn muốn. Nếu trước đây bạn đã liên kết các ứng dụng của mình với AdMob, thì bạn có thể nhấp vào xem tất cả các ứng dụng để tìm tất cả các ứng dụng mà bạn đã thêm vào AdMob. Bước 3. Sau khi bạn đã chọn ứng dụng mà bạn muốn liên kết, Hãy nhấp vào cài đặt ứng dụng trong thanh bên. Bước 4, nhấp vào liên kết với Firebase trong phần thông tin ứng dụng. Xin lưu ý rằng nếu bạn chưa cung cấp mã ứng dụng thì hãy nhớ cung cấp tên gói đối với Android hoặc mã nhận dạng gói đối với iOS. Thông tin này sẽ được liên kết với ứng dụng trong dự án Firebase. Bước 5, giờ thì bạn đã liên kết Firebase với ứng dụng của mình. Bạn có thể tiến hành chọn hoặc tạo một dự án để liên kết bạn hãy nhớ chọn dự án Firebase hiện tại mà bạn có quyền truy cập chủ sở hữu hoặc tạo dự án mới. Nếu bạn không muốn tạo dự án mới và không thể tìm thấy dự án mà bạn có quyền truy cập chủ sở hữu thì bạn cần phải đề nghị chủ sở hữu của dự án Firebase đó cấp cho bạn quyền truy cập chủ sở hữu. Bước 6. Bây giờ bạn đã chính thức liên kết xong, bạn có thể xem tổng thể các luồng doanh thu có thể có trên trang tổng quan ứng dụng AdMob và kiểm tra các sự kiện có liên quan đến quảng cáo trên giao diện người dùng sự kiện Firebase Analytics. Bạn có thể xác minh mối liên kết đó trên cả AdMob và bản điều khiển của Firebase. Và video của chúng tôi về công cụ phân tích ứng dụng cũng như cách sử dụng Google Analytics cho Firebase để nhận thông tin chi tiết và có dữ liệu cho chiến lược kiếm tiền cũng kết thúc tại đây. Một lần nữa, cảm ơn bạn đã xem video hướng dẫn về Google AdMob. Trước khi bạn rời đi, hãy nhớ tham khảo các tài nguyên trong phần mô tả bên dưới. Và một điều cuối cùng, hãy nhớ đăng ký kênh Google AdMob để theo dõi các video khác về các phương pháp hay nhất giúp bạn kiếm tiền cũng như phát triển hoạt động kinh doanh ứng dụng của mình